trong tiết mục tiếp theo sẽ có rất nhiều nụ cười nở trên môi các bạn. Xin mời đến với tiết mục Lần Sau Em Không Dám Thế Nữa của chi đoàn 507 301. Yeah.
trượt thế. Đỡ đỡ ra kìa. Mệt quá anh ạ. Em luôn quá anh quá thế. Anh ơi. Sao em? Nếu hôm nay đi khám mà em qua em bé đi em phải làm thế nào hả anh? Quạt vô đầu ngõ. Thôi, em cứ ngồi đây nghỉ nhá. Anh ra anh chạy hỏi cô y tá ngoài kia xem khám cùng nào. Anh ơi, anh nhớ nhanh lên nhá. Em đi vào trong kia, đi vệ sinh một tí. Em mốt từ sáng đến giờ rồi ấy. Đây đây, em cầm cả nước vào mà tráng mà rửa. Ừ, khổ quá. Mới cứ tối qua mà chưa chị em mốt. Không biết có già không. Mà cái bệnh viện phụ sản này cũng lạ cơ. Từ sáng đến chiều chỉ nghe cái trẻ con khóc không à. Em luôn.